Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Giáo Ban Hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ Citizen. Em Citizen này thì nó đã có chuông mọi người nhé. Các bác nhìn cái vân của nó, cái này chất liệu của nó là nhựa, nhưng mà vân này là vân gỗ óc chó, cực kỳ sang. Mình trưng ở trong nhà hay là bất cứ không gian nào đều phù hợp. Mà nhất là em này thì nó lại có chuông cơ, đánh bằng hai gông đồng. Đồng hồ điện tử nhưng mà lại là chuông cơ. Để quay cho các bác xem này. Khi mà nửa tiếng cũng đánh một lần này, nửa tiếng đánh một lần rồi tròn giờ sẽ đánh một tiếp một tiếng chuông nữa. Bây giờ em xoay đến 1 giờ này, đấy tiếng chuông rất là vang to. Khi các bác khi mà tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh chuông. Đây là cái nút để tắt bật bật tắt chuông này. Mọi người không thích nghe chuông thì mình có thể bật sang cái chế độ ập đây, là mình có thể tắt chuông đi. Còn bình thường em sẽ để on, súp sẽ để on này. Rồi đây là bộ phận loa, xoay cho các bác nghe tiếng chuông của 2 giờ, nửa tiếng đánh một lần mọi người nhé. Chuông to vang rõ ràng, mặt số màu trắng nữa, nhìn rất là rõ của Citizen đây. Kích thước của em đồng hồ này là cao 32 và ngang là 30. Mặt số em này cũng khá là to đấy mọi người nhé. Đo kích thước mặt số là em này mặt số 24. Màu trắng với cái màu nâu vân gỗ này, màu vân gỗ ốc chó này kết hợp với nhau thì cực kỳ sang mà lại đẹp. Mình trưng ở trong nhà nhìn to rõ, kim trôi, nhìn được cả những phút đây. Người ta làm cái em mặt số này cực kỳ ưng luôn, Japan đấy mọi người nhé. Đợt trước đợt đợt này thì shop cũng về một số em là điện tử nhưng chuông cơ, thì gần như là mẫu nào về là hết mẫu đấy rồi. Thì đợt này lại về thêm em này nữa. Đợt trước là em quả lắc, em này thì em đồng hồ treo trưng ở trên tường không thôi nhưng rất là đẹp. Kim đỏ này mình nhìn rất là rõ, kim trôi, các bác không phải lo về cái ban đêm mình bị ồn. Vừa rồi thì shop Sơn Japan cũng đã giới thiệu cho các bác một em đồng hồ Citizen. Chuông cơ đánh gông đồng. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.